Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập nâng cao toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 6 luyện tập chung tiết số 1. 44 bằng 40 ta cộng bao nhiêu? 40 ta cộng 4 là bằng là 44. 28 là bằng là 20 ta cộng với lại 8 là bằng là 28. 54 là bằng 50 ta cộng với 4 là bằng là 54. À, cái này cái thường thường này cái dấu bằng và cái này nó ra phía sau, nhưng mà cái này là để ngược nên là chúng ta thấy nó hơi ngược ngược thôi. À. 60 8 là bằng là 60 ta cộng với lại 8. À. 60 là 60. À, 60 là 60. Ở đây này là 40 là 40. Cái này cũng vậy, 20 là 20. 70 13 nghĩa là 7 là 70 là 70. 70 ta cộng với lại 3 đơn vị là 73. 90 là 90 ta cộng 5, 95. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài B, số liền trước, số đã cho và số liền sau. Số đã cho là 17. À, như vậy là số liền trước của số 17 là 16. Vậy là số liền trước luôn luôn nhỏ hơn số này là một đơn vị. À. Vậy ta lấy 17 là từ 1 là ra 16. Còn số liền sau ta lấy số này ta cộng 1, 17 ta cộng 1 là bằng 10, 18. 39 ta trừ 1 là bằng 30. 18, 39 cộng 1 là bằng là 40. Vậy là theo cái nguyên tắc như vậy à, thì cái này chúng ta sẽ cộng 1 thì ra số đã cho. 82 ta cộng 1 là 80, 13. 83 ta cộng 1 tiếp nữa là 80, 14. À, này là 100, 100 là số số đã cho này là 99 ta trừ 1. 99 ta trừ 1 là 90, 18. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho tích hợp 46, 53, 21, 68 và 26. Câu A. Người ta yêu cầu là trong các số trên, số bé nhất là, số lớn nhất là. Như vậy trong này thì chúng ta sẽ xem hàng chục. Đây là hàng chục 4, hàng chục 5, hàng chục 2, hàng chục 6, hàng chục 2. Có 2 số hàng chục 2. Đây là 21, 26, 21 là số bé nhất. Số lớn nhất là trong này là hàng chục 6, là hàng chục lớn nhất là 68. Tổng của số lớn nhất và số bé nhất, đây hai cái này cộng lại, tổng là cộng ha, tổng là cộng 20, 21 ta cộng lại là 60, 18 vậy là bằng là 89. Câu C, hiệu của số lớn nhất và số bé nhất, hiệu là trừ, số lớn nhất là 68 ha, ta trừ cho số bé nhất là 20, 11 bằng là 7, 47. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. 20 cộng 5 là bằng là 25. Bài này chúng ta nhận xét cũng được nè. Chúng ta thấy bên này có 20, bên này có 20, mà đây là dấu cộng, cộng 5, cái này là cộng 7, như vậy là cộng 5 bé hơn 7. À. Còn không thì chúng ta sẽ cộng lại 20 cộng 5 là bằng 25, bên này 20 cộng 7 là 27. 60 cộng cho 3 là bằng là 63. À. 66 trừ cho 6 là bằng là 60. 63 lớn hơn 60. 56 ta cộng 6 là bằng là 50, 56. 40 ta cộng 9 là bằng là 40, 19. 56 lớn hơn là 49. 98 ta trừ cho 8 là bằng là 9, 90. Này là 90 ta cộng 2 là bằng là 90, 12. 90 bé hơn 92. 75 ta trừ 5 là bằng là 7, 70. Này là 7, 70. 70, 70 bằng nhau. 40 cộng 30 là bằng là 7, 70. 100 mà ta trừ cho 40 là bằng là 60. 70 lớn hơn 60. Chúng ta qua bài số 4. Trong vườn có 42 cây hoa cúc và 56 cây hoa hồng. Hỏi câu A, số cây hoa cúc kém số cây hoa hồng là bao nhiêu? À, đây là cúc đây, hồng đây. Ta lấy 56 ta trừ cho 42. Được không? Số cây hoa cúc kém số cây hoa hồng là năm mươi sáu ta trừ cho, chúng ta coi lại coi số ba bao nhiêu đây, 42, 56 ta trừ cho 42.
bằng là 14 cây. Đáp số. Chúng ta qua câu B. Trong vườn có tất cả bao nhiêu cây hoa cúc và hoa hồng? Ta lấy hai này cộng lại với nhau. Số hoa hồng và hoa cúc có là số hoa cúc và hoa hồng có tất cả là, ta lấy là 56, ta cộng 40, 12 bằng là 98 cây. Đáp số 90, 18 cây. À, không có đúng rồi. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số số 5. Rồi, 9 ta cộng 1 là bằng 10. 1 ta cộng 10 là bằng 11. 10 ta cộng 2 là bằng 12. Như vậy thay cái nguyên tắc như vậy. Ta lấy 2 ta cộng 8 là bằng là 10. 10 ta cộng với 11 là 21. 11 ta cộng với lại 12, như vậy là bằng là 20, 23. 12 ta cộng 10 như vậy là bằng là 20, 22. 22 mà ta cộng với là 23, như vậy là bằng là 40, 15. 21 ta cộng với 23, như vậy là 44. 44 ta cộng với lại là 45, như vậy bằng là 80, 19. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.